Kính thưa thầy và các bạn, thì hôm nay em sẽ làm video về cái bài kiểm tra lần thứ nhất và yêu cầu hiện xuất hiện chữ ớt, và yêu cầu thứ hai là nhấn bàn phím ma trận để dịch từ phải sang trái các giá trị, khống chế từ 0 đến 9. Là sau khi nhấn chữ phím chữ A thì sẽ chạy cái đếm sản phẩm, đếm tới 12, đếm tới giá trị đến 12 rồi quay lại. Và đầu tiên thì em xin giới thiệu về cái mạch mô phỏng. Thì ở đây thì cũng như cũ thì có cái mô đun, có con bít 718F4550 và các 4 con led 7 đoạn đây đã được mát các chân với các con IC dịch. Và đây là ma trận phím chúng ta thường sử dụng. Chúng ta bài này chúng ta sử dụng cái nút nhấn thay cái counter đếm, vì trong cái mô phỏng thì nó không có, nên đây phải sử dụng một cái nút nhấn như thế này để đếm cái sản phẩm. Thì tiếp theo thì em sẽ sang cái phần code. Thì đầu tiên vào chúng ta về chương trình chính thì chúng ta cũng set cái bọt nó vào 0x3C. Đây led 2 bằng 0x0C, led 1 bằng 0x8E, led 0 bằng 0x8E, có nghĩa là đây là cái chữ up và có một cái dấu gạch ngang ở phía trước. Tiếp theo là chúng ta cho cái biến điểm SB này bằng 0. Cái yêu cầu thứ hai là nhấn, khi mình nhấn nó dịch trong phạm vi mà các số các phần phím nhấn là sau từ 0 đến 9, khi mình nhấn vào thì nó sẽ dịch các giá trị từ phải sang trái. Thì ở đây thì nếu mà mã phím bán 10, đây là cái khống chế từ 0 sang 9, và cái mã phím này nếu mà có được nhấn thì sau 20 giây nó sẽ làm việc là nó dịch các nó sẽ chuyển đổi các giá trị qua nhau, led 1 bằng 2 bằng led 1, led 1 bằng với led 0. Rồi tương tự thì cái led đầu tiên nó sẽ lấy từ cái mã phím, giá trị từ cái mã phím nó sẽ dịch sang, và nó sẽ luôn trong quá trình dịch thì nó sẽ luôn có một dấu gạch ngang ở đầu. Và nếu mà khi nhấn đến số 10 có nghĩa là chữ A thì nó sẽ cho set cái timer 0, và nếu mà có cái giá trị, nếu mà nó có giá trị tác động cái nút nhấn thì nó sản phẩm đây là cái xung nó được lên cái timer là được tính bằng 1. Đếm đây là cái, và đây là xuất cái bảy đoạn bốn số, thì đây là cái mã 7 đoạn, nhưng mà đây là hàng chục và đây là hàng đơn vị. Đếm và yêu cầu là có một chữ on phía sau lưng, thì đây là cái chữ o và chữ n nhỏ như chữ on. Nếu mà cái sản phẩm mình đếm tới 12 thì nó sẽ xếp timer quay, xếp cái timer này quay về 0. Vậy bây giờ em sẽ cho code chạy thử, sẽ nhúng cái code vào. Em cho chạy thử. Và khi chúng ta thấy hiện lên đầu tiên chữ up, sau đính nhấn một số bất kỳ, nó sẽ cái dịch qua cái giá trị bất kỳ này. Nó có cái giữ dấu gạch ngang ở lúc đầu. Khi chúng ta nhấn vào chữ A thì nó sẽ bắt đầu chuyển qua cái chương trình để đếm sản phẩm. Chúng ta đếm nhấn, cũng nhấn 1, 2,
3, 4. Đếm đến khi nào đến số 12 thì nó sẽ vượt vượt qua số 12. Nó sẽ khống chế. Nó không chỉ đếm được tới số 12 thì nó sẽ dừng lại. Thì đây là cái em đã thực hiện đúng yêu cầu của cái đề bài, thì em xin là kết thúc cái video ở đây. Xin cảm ơn thầy và bạn đã lắng nghe.